One, 2, 3, action Hi, chào tất cả các bạn, lại lên bên đây Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cái video mới nhất của mình Trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ nhanh với các bạn về cái cảm nhận của mình Sau một ngày cầm lái chiếc xe tay ga màu vàng ở đây Mình đố các bạn chiếc xe tay ga này có tên là gì Không để các bạn phải đợi thêm một phút giây nào nữa Xin giới thiệu luôn với các bạn Đây là chiếc Aprilia SRGT 200 Mang con số là 200 thì chúng ta nghĩ ngay đến cái dung tích động cơ là 200 phân khối nhưng mà không phải như vậy chiếc xe này có dung tích động cơ chỉ là 174 phân khối do đó các bạn không cần phải có bằng A2 để cầm lái chiếc xe scooter rất là trẻ trung rất là năng động ở đây nhiều người nghĩ Aprilia chỉ làm những cái chiếc xe sport những cái chiếc xe hiệu năng cao những cái chiếc xe mà nhắc đến thôi là chúng ta đã nghe đã cảm thấy rất là sung sướng rồi chẳng hạn như là RS V4, Tuono V4, RS 660 Tuono 660 các bạn có thể tìm xem lại những cái video mình đã làm về những cái chiếc xe Aprilia đó ha và khi mà nhắc đến những cái chiếc xe đó thì chúng ta nghĩ ngay đến cái hiệu năng này, cái performance này, cái cảm xúc này và liệu chiếc xe tay ga SRG T200 ở đây có tiếp nối, có thừa hưởng những cái DNA của những cái chiếc xe đó hay không Nhiều người nghĩ á, Aprilia chỉ làm những cái chiếc xe hiệu năng cao đó thôi Nhưng mà ít người biết là Aprilia vẫn làm những cái chiếc xe tay ga như thế này Và ở đây chúng ta có chiếc SRGT 200 Thì cái chiếc xe này á, là một cái chiếc xe mang lại một cái luồng gió mới trong cái thị trường xe tay ga ở Việt Nam thực sự là mới lạ ha tại vì chúng ta không nghĩ được là Aprilia sẽ có một cái chiếc xe tay ga để ra mắt thị trường Việt Nam như thế này rồi bây giờ thì sau một ngày cầm lái thì mình sẽ chia sẻ cái cảm nhận của mình về cái kiểu dáng về cái cảm giác lái về cái tư thế ngồi về cái động cơ nó có bóc hay không rồi ngoài ra thì mình sẽ chia sẻ thêm một cái điểm mà mình thích và một số điểm mà mình không thích các bạn thấy là về màu sắc bên ngoài á, thì nó vẫn xứng đáng là một cái chiếc xe của Aprilia rất là sạch sỡ, trẻ trung, à, năng động và sáng màu. cái màu vàng này khi các bạn chạy ở trên đường thì sẽ rất là nhiều người để ý và từ hôm qua đến giờ thì khi mình chạy ở trên đường thì mình thấy là mình cảm nhận được là người ta nhìn vào chiếc xe này rất là nhiều và xét về màu sắc thì đúng là Aprilia họ tạo cho người chạy một cái sự trẻ trung, một cái sự năng động. Và cái sự năng động đó nó làm cho chúng ta cầm lại thích hơn ngoài cái màu vàng ở đây thì chúng ta có cái mâm màu đỏ này. Và ở đây cũng có những cái họa tiết màu đỏ, màu vàng đang xen từ trước ra sau như thế này ha. Rồi bây giờ mình sẽ xoay chiếc xe này lại và mình sẽ giới thiệu từ đầu cho đến đuôi để các bạn xem về cái kiểu dáng của chiếc xe này như thế nào ha. Hiện tại thì mình đang để ngang như thế này. Và bây giờ thì mình sẽ xoay nó lại rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu về cái phần đầu ha các bạn thấy là cái phần đầu này rất giống với những cái chiếc xe mô tô của hãng với ba cái đèn được chia ra làm ba khu vực như thế này và cái đèn này là cái đèn luôn luôn sáng nên là không có tắt được nha các bạn không có tắt được và ở đây thì có cái đèn chấp chấp đó cái đèn pha đá pha đó các bạn về kiểu dáng thì chúng ta thấy nó rất giống với những chiếc rs sáu bắt nguồn từ RS60 thì Aprilia làm ra những cái chiếc xe à, như thế này và ở đây có ba cái khu vực này nó hoàn toàn à, tách biệt với nhau, ba cái dải đèn ha. Rồi, ở bên hông á thì có cái à, khe gió và nó cũng là một cái điểm nhấn thiết kế như là trên chiếc RS 60 rồi trên những cái chiếc xe Tuono 660 rồi Tuono V4 đó tất cả mọi thứ bây giờ là ngay cả những cái chiếc xe nhỏ như thế này cũng có những cái khe gió hốc gió như thế này và nhìn ở phía trước á thì các bạn thấy là chiếc xe nó khá là cao có ha chiếc xe nó khá là cao cỏ đó với cái đèn nó hơi quặp xuống rồi cái vẻ ngoài nó hơi hầm hố một tí nhưng mà nó vẫn có một cái chút gì đó nó không quá thô ráp các bạn các bạn thấy ở đây là có những cái đường xẻ nó rất là mãnh liệt ha rất là mạnh bạo nhưng mà tổng thể thì nó vẫn không quá thô ráp tại sao mình lại nói như vậy nếu mà chúng ta so với những cái chiếc xe ADV 150 của Honda hay là những cái chiếc xe theo cái phong cách thiết kế bây giờ của Honda thì những cái chiếc xe đó nó quá thô ráp nó quá sắc cạnh, nó quá góc cạnh và nó làm cho chiếc xe nó trở nên nó không có được nuột nà, không có được hấp dẫn. bản thân mình á, mình thích những cái chiếc xe có những cái đường cong mượt mà, có những cái đường cắt xẻ liên mạch. chứ mình không thích những cái miếng ốp hoặc là không thích những cái góc hoặc là những cái đường xẻ mà nó quá góc cạnh, nó làm cho chiếc xe nó đúng là đối với một số người á thì nó làm cho chiếc xe nó ngầu nhưng mà đối với mình á, thì mình lại không thích như thế và chiếc SRGT 200 ở đây á là cái sự dung hòa giữa hai cái yếu tố um, nhẹ nhàng mượt mà và cái yếu tố góc cạnh cho nên là như lúc nãy mình nói á, thì nó không quá thô ráp nó không quá góc cạnh và nó trung hòa được hai cái đó ha. Ở phía trước thì chúng ta có cái dè carbon, không phải là carbon đâu, xin lỗi các bạn. Đây là những cái họa tiết giả carbon, có những cái vân carbon như thế này ha. Rồi lốp trước á là cái lốp kiểu dạng địa hình và mình thấy là mình trải nghiệm trên những cái đường mà nó đất đá nhiều bụi thì mình thấy rất là ok, xe rất là đầm chắc và cái lốp này nó giúp cho chiếc xe chạy rất là ok ha. Nhưng mà ở trên đường phố thì có thể là nó không mượt như là những cái chiếc xe mà xài cái lốp uh, có nhiều cao su hơn tại vì ở đây có rất là nhiều rãnh các bạn. Và mình thấy á, là nhiều anh em á, là đã trải nghiệm cái chiếc xe này trên những cái cung đường hơi khó nhằn và chiếc xe này đáp ứng khá là ổn trong cái uh, theo cái, cái 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 mong đợi của chúng ta. Rồi, ở phía trước là cặp phuộc Showa có đường kính là 30 mm. Cặp phuộc này rất ngon cho các bạn, rất ngon ha. Mình chạy uh, qua những cái ổ gà, qua những cái nắp cống á, thì mình thấy chiếc xe rất là vững vàng, rất là vững vàng và mình mình thích cái cặp phục ở trên trên trên, trên uh, chiếc uh, Aprilia SRGT này. Mặc dù là chỉ có 30 mm thôi, nhưng mà cái hệ thống đầm xuống rồi nhúng lên của nó rất là ổn định và khi thắng á thì chiếc xe nó nó cảm giác là nó 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 chúi nhiều một chút nó chú nhiều, nó khá mềm ha. Phục, phục nó khá mềm nhưng mà nó cân bằng được cái sự cứng cáp và cái sự mềm đó, cho nên là mình chạy mình thấy ok, rất là tốt ha. Ở phía trước thì ABS hoạt động rất là ok, hoạt động rất là tốt, hoạt động rất là tốt. Cái nào tốt thì mình khen tốt thôi. Tại vì mình cầm lái từ hôm qua đến giờ rồi. Trên những cái đoạn đường ở Sài Gòn rồi ở đây các bạn thấy là những cái cung đường xung quanh đây không có ai hết, mình tăng tốc, giảm tốc rồi qua những cái chỗ Đất đá này kia thì mình thấy nó rất là ổn ha. ABS hoạt động ok. Về cái chỗ để chân á thì chúng ta sẽ có hai chỗ, các bạn để ở đây. Hoặc là muốn tự tin hơn nữa, muốn phong cách hơn nữa thì các bạn để lên đây. Và các bạn thấy là cái chỗ này này, chúng ta sẽ hơi bất tiện một chút. Tại vì không có cái chỗ để mà chúng ta treo đồ ha. Yên xe thì mình đánh giá là tạm được nếu đi phố thì tạm được nhưng mà nếu mà các bạn đi tour các bạn đi trên những cái quãng đường dài chạy liên tục á thì cái yên này nó cứng nhưng mà có một cái chỗ rất là thích đó là có cái g như thế này này các bạn ngồi ở đây á, thì cái phần cái phần này này cái phần lưng sau á, nó sẽ chạm vào cái này và nó cho chúng ta một cái điểm tựa nó cho chúng ta một cái điểm tựa để mà chúng ta nhiều khi chúng ta tăng tốc á nhiều khi chúng ta bặn ga chúng ta thoát đi thì cái chỗ này nó hỗ trợ cho chúng ta phần nào ha rồi yên ngồi sau thì lúc nãy mình nói thì cái yên này nó khá là cứng mình chưa có chở ai nhưng mà cảm nhận của mình là nó khá là cứng rồi chiều cao yên á là 830 và cái điều này là một cái hạn chế của chiếc srgt này nếu mà nó muốn tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng hơn tại vì ngay bản thân mình á cao 1m63 thì khi mà mình ngồi lên á thì vẫn hơi với nha các bạn vẫn hơi với chân trống á vẫn là chạm mũi chứ không có được là chạm bàn chân đâu vẫn là trống hai chân được nhưng mà có những cái địa hình á thì chỉ trống được một bên thôi đó và cái phần yên này nó hơi bè ra hai bên á cho nên là những ai mà cao khoảng mét sáu sẽ cảm thấy rất là mệt khi mà chạy và chống chân cái chiếc xe này tốt nhất là khoảng trên 1m65 là đẹp và lúc nãy mình nói thì với cái chiều cao yên là 830 và cái phần yên nó hơi to ra một chút như thế thì những người nữ người ta sẽ không thể nào mà chạy chiếc xe này được cho dù có muốn thích vẫn cảm thấy sẽ khó khăn khi mà ngồi lên điều khiển chống chân chiếc xe này có thể là chạy trong phố có thể khắc phục được phần nào đó đi gọt yên á nhưng mà khi các bạn đi tour hoặc là các bạn xử lý những cái tình huống mà cần chống chân gấp á thì cái chiếc xe này không được giới nữ yêu thích cho lắm tại vì nó yên nó cao quá và thêm một cái yếu tố làm cho các bạn nữ có thể là không thích chiếc xe này đó là nó khá nặng ha nó khá nặng so với những cái chiếc xe khác mà nữ có thể điều khiển tự tin chiếc này có khối lượng là 134 35 kg gì đó và nặng nha các bạn nó nặng ha để mà nữ mà ngồi lên mà tròi chân này kia thì nó sẽ nặng dắt xe thì nó sẽ nhẹ nhưng mà thực sự là cái khối lượng của nó khá là nặng so với những chiếc xe khác ha. mình nhấn mạnh là so với những cái chiếc xe nữ có thể điều khiển tốt chẳng hạn như là vision vision là 99 kg hay là lít thì khoảng trăm mốt hoặc là Airblade thì khoảng trăm hay là trăm lẻ năm gì đó và những cái yếu tố đó nó sẽ làm giới hạn cái lượng người chạy cái chiếc xe này các bạn nữ có thể thích chiếc xe này nhưng mà các bạn khi mà ngồi lên á các bạn nữ có thể nhìn chiếc xe này nó rất là phong cách nó trẻ trung nhưng mà khi ngồi lên hoặc là khi mà dắt xe á thì sẽ e ngại một chút ha nhưng mà cái đó là quyết định của các bạn còn cái những gì mình vừa nói là cái chia sẻ của mình khi mà cầm lái chiếc xe này về động cơ thì chúng ta có cái động cơ uh, i get 174 phân khối không cần bằng A2 và cái động cơ này rất là mạnh mẽ ha, rất là mạnh mẽ, mạnh mẽ trong cái phân khúc của nó. Tức là khi mà mình vặn ga thì chiếc xe nó lao đi rất là nhanh và nó lên rất là nhanh. Dồn dập dồn dập lên rất là nhanh và mình có thể khẳng định luôn chiếc xe này là một cái chiếc xe rất là tốt để chúng ta có thể chạy nhanh ở trong phố. Nhiều người ở trong phố chạy rất là chậm đi lờ đờ lờ đờ. Nhưng mà chiếc xe này nó đủ bốc, nó đủ mạnh để mà chúng ta chạy nhanh và nó đủ an toàn để các bạn ABS ở phía trước ha Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cái phần trên cũng như là cái phần cốp cho các bạn xem ha Ở bên này thì các cái nút bấm ở đây là nút để mà xin vượt này Đó Còn ở đây là mốt này mốt ở đây xíu nữa mình sẽ chỉ cho các bạn còn cái nút này á là cái nút tắt máy tạm thời ha khi chúng ta dừng đèn đỏ thì chúng ta khi chúng ta dừng đèn đỏ thì cái máy nó sẽ tự tắt còn bạn nào không thích á, thì bấm nút off xi nhan rồi đèn cả. còn cái nút cuối cùng á là cái còi bên đây á, thì là nút tắt máy khẩn cấp này còn đây là nút đề này còn đây là nút kết nối với điện thoại mình không có sử dụng cái chức năng này nhận xét chung về những cái nút bấm ở trên chiếc srgt này á thì nó hơi khó bấm và nó không được nuột nà như là những cái chiếc xe khác. Rồi cái màn hình ngay phía giữa nó rất là to ha và bây giờ mình sẽ mở lên cho các bạn xem. Rồi ở đây ha, bây giờ mình sẽ tập trung này. Ở đây là mức xăng này, ở đây là nhiệt độ môi trường này. Còn cái average 27 km/h là tốc độ trung bình ha. Và mình có thể coi những cái thông số đó qua cái nút mốt ở bên đây này các bạn các bạn bấm nút mốt này thì ở đây nó sẽ hiện ra là max là 94 km giờ ha rồi điện là 13,1 v này rồi km trên giờ, km trên average là 29,4 km trên đó mốt là trip 1 trip 2 á đây là 100 180 km rồi ở giữa là tốc độ này đây còn ở đây là số vòng tua bên này là đồng hồ còn đây là trip và bên đây là nước mát ha có cái cờ lê này là báo sửa chữa này đó rồi bên đây thì như lúc nãy mình đã giới thiệu với các bạn rồi còn dây giờ bố trí rất là ok ha không có bị hạn chế cái tầm nhìn vào cái đồng hồ này rồi bây giờ mình sẽ mở cái cốp ra mở cái cốp ra thì rất là đơn giản các bạn chỉ cần đưa cái chìa khóa về ở cái cái này Xong bấm nhẹ là nó ra đó Rồi Bấm xăng á Xăng thì chỉ cần đè vô Rồi cái nắp xăng là cái nắp nhựa ha Cái nắp xăng là cái nắp nhựa Để lại Rồi bây giờ dỡ cái cốp ra này Cái cốp á thì khá là rộng rãi Nhưng mà không có rộng bằng Honda Lead đâu nha các bạn Ở cái chỗ này á thì có thể để một cái mũ 3 phần 4 Còn cái chỗ này thì có thể để một cái mũ nửa đầu Và nếu mà đi một mình thì có thể để khá là thoải mái ha đó. Rồi phục sau là phục đôi Cũng của Showa luôn nha các bạn Cũng của Showa luôn Đó chạy rất là êm ha Chạy rất là êm và có thể chỉnh tại trước là 5 mức Chỉnh tại trước là 5 mức Phục rất là ok luôn Mình đánh giá là ngon Ở phía sau là thắng đĩa Nhưng mà không có ABS ha các bạn nhìn thấy là cái xe nó gọn gàng ha Nó khá là đầy đặn nhìn ở cái góc này thì nó khá là góc cạnh đó nhìn ở góc này nó khá là góc cạnh và nó nó hơi lạ so với những cái chiếc xe ở trên thị trường tổng kết lại mình thấy nếu những ai đang tìm một cái chiếc xe tay ga mạnh mẽ này đầy màu sắc này cá tính này trẻ trung này và có một chút an toàn á thì chiếc Aprilia SRGT 200 này là một cái lựa chọn rất là tốt một lần nữa mình cảm ơn Moto Black Sài Gòn đã hỗ trợ mình thực hiện cái video này và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau bây giờ thì mình sẽ chạy chiếc xe này về Moto Black Sài Gòn để mà trả xe rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc các bạn một ngày vui vẻ bye